Và tiếp theo sau đây mời quý vị cùng Diễm Liên bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, hoạt động của các nhà máy ở châu Á bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao và biến thể Delta. Đây là tin từ Tokyo, Nhật Bản. Các nhà máy ở châu Á gặp khó khăn trong tháng 7 khi chi phí đầu vào gia tăng và làn sóng lây nhiễm coronavirus mới đã làm lu mờ nhu cầu toàn cầu, thể hiện rõ bản chất, mong manh trong sự phục hồi của khu vực. Hoạt động sản xuất gia tăng ở các cường quốc xuất cảng Nhật Bản và Nam Hàn, mặc dù các công ty phải đối mặt với những gián đoạn trong chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu nguyên liệu thô khiến chi phí tăng cao. Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Cộng giảm mạnh trong tháng 7 khi nhu cầu giảm lần đầu tiên trong hơn một năm. Kết quả này đa phần trùng khớp với một cuộc khảo sát chính thức được công bố vào hôm thứ Bảy, cho thấy rằng một đợt đình trệ hoạt động. Theo các cuộc khảo sát tư nhân, thì Indonesia, Việt Nam và Malaysia chứng kiến hoạt động nhà máy suy giảm trong tháng 7 do một đợt tái bùng phát các ca bệnh và các hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt hơn các cuộc khảo sát nhấn mạnh sự phân hóa đang xuất hiện trên nền kinh tế toàn cầu về tốc độ phục hồi từ các tác động của đại dịch, khiến cho Quỹ tiền tệ quốc tế hạ cấp dự báo tăng trưởng năm nay cho các nước châu Á đang phát triển. Kính thưa quý vị, Nhật Bản cũng phải đối mặt với một đợt gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta, buộc cho chính phủ phải mở rộng tình trạng khẩn cấp đến các khu vực rộng lớn hơn cho đến ngày 31 tháng 8, khiến cho nhiều người lo sợ về Thế vận hội Olympic và hủy hoại hy vọng về một đợt phục hồi mạnh mẽ trong mức tăng trưởng từ tháng 7 cho đến tháng 9. Và video xôn xao nhà cầm quyền đã đưa xe tăng cũng như là thiết giáp vào Sài Gòn để chống dịch. Đây là tin từ Sài Gòn. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, cộng đồng mạng Facebook Việt Nam đã loan truyền đoạn video quay lại cảnh các xe tăng thiết giáp của Bộ Quốc phòng Cộng sản đang chạy trên đường phố trong đêm tối được một người dân quay lại từ ở trên cao. Theo dư luận thì những tình hình ảnh này diễn ra tại Sài Gòn. Trước đó ở trên cổng thông tin chính phủ cộng sản cũng đã công bố sẽ điều lực lượng của Bộ Quốc phòng, trong đó có quân khu 7 và cảnh sát cơ động cấp bộ để vào các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Sài Gòn để chống dịch. Kính thưa quý vị, việc chống dịch bằng quân đội và vũ khí dùng cho chiến tranh của nhà cầm quyền đã khiến cho nhiều người khó tin, vì trên thế giới chưa có ai dùng vũ khí và cũng không có ai tiêu diệt được virus bằng súng đạn. Và vì vậy, một bộ phận dư luận đã xuất hiện những thuyết âm mưu cho rằng nhà cầm quyền đang lợi dụng vào tình hình dịch bệnh để làm việc gì đó. Tuy nhiên, một bộ phận khác thì lại cho rằng rất có thể nhà cầm quyền đề phòng tình huống bạo loạn sẽ xảy ra ở Sài Gòn như là bên Cuba vậy. Do cách chống dịch cực đoan và máu lạnh của nhà cầm quyền đã đẩy nhiều người dân vào cảnh đói khổ, bần cùng, hoang mang, cho nên rất dễ xảy ra việc người dân sẽ nổi dậy để chống lại nhà cầm quyền để mà tìm cơ hội sống sót. Và người nông dân bán một con gà thịt giá bằng 4 quả trứng ở thành phố. Tin từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, tờ báo tuổi trẻ ngày 2 tháng 8 năm 2021 loan tin giá gà thịt tại các trang trại chăn nuôi ở khu vực miền Nam hiện nay chỉ còn là 5.000 đồng cho 1 kg đối với loại gà có trọng lượng vượt quá thỏa thuận và 7.000 cho đến 9.000 đồng một kg đối với gà có trọng lượng như thỏa thuận. Trong khi đó, giá 10 quả trứng gà ở thành phố hiện tại được bán trên 40.000 đồng, nhưng cũng không đủ để cung cấp cho nhu cầu của người dân trong mùa dịch hiện nay. Tương tự là gà, thì các loại thực phẩm khác như rau, củ, quả, hải sản tại những nơi sản xuất cũng không bán được. Nhưng tại các thành phố như Sài Gòn, Bình Dương thì lại thiếu hụt nghiêm trọng. Người dân phải xếp hàng chờ đợi để mua với giá đắt đỏ và người đi chậm thì sẽ không còn gì để mua cả. Theo thông tin từ một số nông dân trồng rau màu cho biết, kể từ khi nhà cầm quyền ngăn sông cấm chợ để chống dịch thì hàng hóa của họ đến ngày thu hoạch phải đổ đi. Vì vậy, họ rơi vào trạng thái chán nản, thu lỗ nên quyết định không trồng trọt gì trong mùa vụ tiếp theo. Ngoài ra họ cho biết thêm, nếu muốn trồng thì cũng rất khó khăn vì họ không mua được hạt giống cũng như là phân bón. Vì đây là hai mặt hàng được lực lượng chống dịch Cộng sản liệt vào loại không thiết yếu nên không được vận chuyển, mua bán trong mùa dịch này. Thế trên thông báo của tờ Tuổi Trẻ, thì hoạt động sản xuất phụ tùng, đồ bảo hộ y tế đã bị đóng cửa vì không phải là hàng thiết yếu. Với cách chống dịch đỉnh cao trí tuệ của nhà cầm quyền hiện nay, thì hiệu luận cho rằng sắp tới thì người dân Việt Nam sẽ khốn khổ hơn hiện tại rất nhiều kính thưa quý vị và phần lan cấp học bổng cho học sinh trung học phổ thông việt nam kính thưa quý vị theo bản tin của việt nam plus cho biết phần lan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với chương trình trung học phần lan còn được viết tắt là fhsp kính thưa quý vị các nhà giáo phần lan đang chào đón ngày càng nhiều học sinh trung học việt nam đến học tập tại quốc gia bắc âu này fhsp là sáng kiến của finance future of finland là một công ty cố vấn à, cố vấn đa quốc gia nhằm thúc đẩy giáo dục trung học phổ thông Phần Lan tại Việt Nam và các nước châu Á khác. Chương trình này đang cung cấp hàng trăm học bổng cho những học sinh quốc tế xuất sắc, đặc biệt là học sinh đến từ Việt Nam cho kỳ nhập học năm 2022 và hạn chót để nhận hồ sơ là ngày 30 tháng 9. Khi phát biểu về chương trình này, thì ông Peter Westerbacher là giám đốc của chương trình FHSP, và Chủ tịch Finance Future cho biết, FHSP kết nối học sinh quốc tế với các trường trung học của Phần Lan và tạo cơ hội cho các em bắt đầu hành trình học tập tại Phần Lan. Học sinh tham gia chương trình sẽ được tài trợ 100% học phí cho tất cả các năm học phổ thông. Kính thưa quý vị, Việt Nam Net cho biết, phụ huynh có thể xin giấy phép cư trú để sống cùng với con của họ trong những năm học phổ thông tại Phần Lan. Và chương trình này cung cấp cơ hội tiếp cận miễn phí việc du học trung học phổ thông trên khắp Phần Lan cho học sinh Việt Nam, kể cả học sinh lớp 9 và lớp 10. Học sinh có thể chọn học tại một trường trung học Phần Lan có liên thông với một trường đại học đối tác hoặc là ở lại và bắt đầu làm việc tại Phần Lan kính thưa quý vị. Và ông John Hannigan đã trở thành người đàn ông độc thân đầu tiên nhận con nuôi tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ông John Hannigan đang tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng trong căn nhà của ông tại Hà Nội. Ông chạy xung quanh cả ngày sau khi cậu con trai nhỏ có tên là Liam của ông bắt bờ bắt đầu biết đi cách đây 6 tuần và háo hức sải bước kể từ đó. Người đàn ông 37 tuổi đến từ Berlina, quận Mayer, thuộc Ireland, đang kiệt sức theo cách mà chỉ có cha mẹ của một đứa trẻ mới biết đi thì mới có thể hiểu được nhưng ông không hề phàn nàn. Người cha độc thân này đang trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông. Đầu năm nay, chính xác là vào ngày 29 tháng 1, thì ông John làm nên lịch sử và xuất hiện trên các tờ báo toàn cầu khi trở thành người đàn ông độc thân đầu tiên nhận con nuôi tại Việt Nam. Thế giới của ông từng liên quan đến việc du lịch hàng giờ ở Việt Nam trên chiếc xe máy của ông đã bị đảo lộn bởi những chiếc tả lót cùng với những đêm mất ngủ. Việc trở thành một người cha là ước mơ cả đời của ông John. Người sống tại Việt Nam được 5 năm và là trưởng nhóm EL, đó là một nhóm có tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai vậy, của trường quốc tế Anh Việt tại Hà Nội. Sự mơ hồ xung quanh ngày sinh thật sự của bé Liam là dấu hiệu cho thấy khởi đầu đau thương của cậu bé này trong trong cuộc đời. Em bị bỏ rơi trên bậc thềm của một trại trẻ mồ côi thuộc Hội Hồng Thập Tự ở Hải Dương. Những người chăm sóc phải đoán tuổi của cậu bé. Họ quyết định sinh nhật chính thức của Liam là ngày 18 tháng 5 năm 2020 kính thưa quý vị. Và Bộ Nội vụ của Anh Quốc đang gặp thách thức về việc trục xuất công dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, các luật sư đang thách thức chính sách của Bộ Nội vụ Anh Quốc về việc trục xuất những người có thể là nạn nhân của nạn buôn người về Việt Nam. Sau khi Anh Quốc gửi một chuyến bay thuê bao thứ hai đến nước này trong vòng vài tuần Thách thức này được thực hiện sau khi các luật sư và tổ chức từ thiện lo sợ rằng một số nạn nhân buôn người có thể bị trục xuất khỏi Anh quốc một cách sai lầm theo một hệ thống giải quyết nhanh đối với những di dân bị giam giữ được gọi là Detained Asylum Casework. Ông Tom Nunn là thuộc công ty luật cố vấn luật Duncan Lewis, người đang đưa ra thách thức pháp lý chống lại Bộ Nội vụ về hành vi thúc đẩy việc trục xuất một số người Việt Nam ra khỏi Anh quốc một thanh niên 20 tuổi, người được đưa đến Anh Quốc 4 năm trước đây để bóc lột sức lao động do gia đình cô thu xếp để giúp trả nợ, được đưa lên chuyến bay rời phi trường Birmingham vào cuối hôm thứ Tư tuần trước, nhưng được hoãn vào phút cuối. 21 người được cho là bị trục xuất, kinh thưa quý vị. Chuyến bay này là một phần trong các chuyến bay trục xuất mùa hè của Bộ Nội vụ đến các quốc gia, bao gồm có Zimbabwe, Việt Nam, Jamaica, Pakistan, Ghana, Nigeria. Nhiều nạn nhân của Việt Nam của nạn buôn người đến Anh quốc bị buộc phải làm việc trong các trang trại trồng cần sa hoặc là các tiệm làm bóng tay. Và trong vài tháng gần đây thì lượng người Việt Nam vượt qua eo biển Manche để đến Anh quốc trên các con thuyền nhỏ đang ngày càng gia tăng kính thưa quý vị. Và một lần nữa là những thông tin thương mại rất ngắn, Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.